Kể từ đầu mùa, Rashford là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của Man United. Tiền đạo này mới chỉ có một bàn thắng, trong khi đó mùa trước anh là chân sút chủ lực của câu lạc bộ và đặt mục tiêu ghi từ 35 đến 40 bàn trong mùa này. Tăng thẻ đỏ trước Copenhagen, có nghĩa là Rashford sẽ bị treo dài trong chuyến làm khách của Galatasaray vào ngày 30 tháng 11, nhưng không ảnh hưởng tới đấu trường quốc nội. Rashford vẫn có thể ra sân trong cuộc tiếp đón Luton Town vào đêm nay. Phát biểu trước vòng 12 Premier League, Erik ten Hag nói: "Cậu ấy đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình, cậu ấy không vui vì những gì đã diễn ra từ đầu mùa. Đương nhiên chúng tôi cũng không vui, hiện tại Rashford không có phong độ tốt, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ sớm trở lại." Ở vòng 12 La Liga, Mason Greenwood đã kiến tạo cho Mayoral ghi bàn duy nhất giúp Getafe giành chiến thắng trước Cadiz. Sau 8 trận kể từ đầu mùa, Greenwood đã có được một bàn cùng hai kiến tạo. Theo Mundo Deportivo, màn trình diễn xuất sắc của Mason Greenwood trước Cadiz đã được Paul Michel chứng kiến trên khán đài. Đây là thông tin thú vị, một dấu hiệu cho thấy Greenwood sẽ có cơ hội làm lại sự nghiệp ở Man United. Paul Michel được đánh giá là một trong những giám đốc thể thao nổi tiếng và thành công nhất. Vì chuyên gia 42 tuổi này chuyên săn lùng những tài năng trẻ khắp nơi trên thế giới, hiện ông đang nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ sau khi rời Monaco vào tháng trước. Mundo Deportivo tiết lộ, Michel đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Sir Jim Ratcliffe. Theo đó, ông sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của Man United sau khi Ratcliffe hoàn tất quá trình mua 25% cổ phần của Quỷ Đỏ. Từ khi gia nhập Real Madrid, Arda Güler không gặp may vì liên tục bị chấn thương. Cuối tháng 7, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ bị chấn thương đầu gối nên phải ngồi ngoài 2 tháng. Trở lại sau 2 tháng dưỡng thương, Arda Güler không may lại gặp chấn thương cơ trong buổi tập vào cuối tháng 9. Vì vậy, tiền vệ 18 tuổi phải ngồi ngoài hơn 1 tháng nữa. Cuối tháng 10 vừa qua, Arda Güler đã bình phục và trở lại tập luyện. Vì vậy, Carlo Ancelotti đã đăng ký cầu thủ này cho hai trận đấu gặp Vallecano tại La Liga và Braga ở Champions League. Sau hai trận có tên trong danh sách của Real Madrid, Arda Güler một lần nữa gặp chấn thương. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ bị đau cơ tứ đầu đùi nên bỏ lỡ buổi tập trận gặp Valencia vào ngày 12 tháng 11 tới tại vòng 13 La Liga. Theo IS, Arda Güler chỉ có thể đá trận ra mắt Real Madrid sau loạt trận quốc tế. Không lâu sau khi IS loan tải thông tin trên, Ancelotti xác nhận Arda Güler gặp chấn thương. Huấn luyện viên người Ý cho biết tình trạng của Güler không nghiêm trọng. Tuy nhiên, người hâm mộ lo ngại rằng Arda Güler sẽ lại rơi vào vết xe đổ của Eden Hazard. Cầu thủ không thể phát huy được tài năng của mình ở Real Madrid vì liên tục gặp chấn thương. Ban tổ chức Premier League đã công bố kết quả bầu chọn giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10. Không có bất ngờ nào xảy ra khi nó được trao cho Mohamed Salah. Ở tháng đấu vừa qua, Salah đã ghi 5 bàn sau 3 trận đấu ở Premier League. Trong 3 trận đấu này, Liverpool đều bất bại khi họ thắng 2 và hòa 1. Với dấu ấn rõ rệt, tiền đạo người Ai Cập đã giành chiến thắng trong cuộc đua với 5 đề cử khác là Declan Rice, Douglas Luiz, Brian Mbeumo, Pedro Neto và Christian Romero. Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 trong lịch sử Salah giành giải thưởng xuất sắc nhất tháng của Premier League, cân bằng với thành tích của Rooney và Van Persie. Theo thống kê, đến thời điểm này, chỉ có 4 cầu thủ có được nhiều danh hiệu này hơn Salah là Aguero, Harry Kane, Steven Gerrard và Cristiano Ronaldo. Như vậy, sau hơn 2 năm, Salah mới lại đoạt giải thưởng này. Lần gần nhất anh được vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất tháng là tháng 10 năm 2021. Cole Palmer là một trong những số ít tân binh gây ấn tượng mùa này của Chelsea. Sau mai 21 tuổi cập bến từ Manchester City và nhanh chóng hòa nhập, Cole Palmer gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải trong màu áo của Marseille sau khi anh ghi bàn trong trận tranh siêu cúp Anh. The Metro dẫn lại phát biểu của Pep Guardiola về Palmer: "Tôi thực sự hài lòng về cậu ấy rời đi vì muốn có nhiều thời gian ra sân. Giờ đây tôi luôn chúc mừng cậu ấy vì đã có được điều mình mong muốn. Cole Palmer trưởng thành từ học viện, điều đó thật tốt. Tôi xin chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy." Manchester City sẽ có cuộc đụng độ với Chelsea tại vòng 12 Premier League. Cole Palmer sẽ gặp lại đội bóng cũ và được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea tiếp tục giành kết quả khả quan. Theo Football Insider, Man United sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Raphael Varane trong kỳ chủ nhiệm mùa đông. Mùa hè 2021, Man United chiêu mộ Varane. Cầu thủ người Pháp nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Đẳng cấp của anh đã được kiểm chứng bằng một danh hiệu World Cup và 4 Champions League. Tuy nhiên, Varane đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao như khi còn khoác áo Real Madrid. Cầu thủ sinh năm 93 liên tục phải ngồi ngoài vì những chấn thương dai dẳng. Hơn 2 năm kể từ ngày gia nhập Old Trafford, Raphael Varane đã phải nghỉ thi đấu tới 38 trận trên mọi đấu trường. Kể từ đầu mùa này, Varane cũng đã 2 lần gặp chấn thương. Trong bối cảnh đó, Man United
đang cân nhắc Varane là một trong những cầu thủ sẽ rời đội vì anh đang hưởng mức lương lên tới trên 300.000 bảng mỗi tuần. Trong những trận đấu vừa qua, Varane không được Erik ten Hag bố trí đá chính. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào Harry Maguire cùng Johnny Evans. Vào mùa hè 2023, Varane nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng tại Ả Rập Xê Út, nhưng anh đã từ chối vì muốn tiếp tục ở lại châu Âu. Việc không còn thi đấu ở châu Âu khiến nhiều người cho rằng Cristiano Ronaldo đã hết cơ hội cạnh tranh quả bóng vàng trong tương lai. Ở lần trao giải gần nhất, Ronaldo không có mặt trong top 30 đề cử lần đầu tiên kể từ năm 2003. Tuy nhiên, phong độ cao tại Al Nassr mùa này của Ronaldo đang khiến giới màu đều phải thay đổi cái nhìn về anh. Thậm chí giới chuyên môn còn đánh giá tiền đạo 38 tuổi là một trong những ứng viên cho danh hiệu quả bóng vàng 2024. Theo bảng xếp hạng của các ứng viên quả bóng vàng 2024 của Goal, CR7 chiếm được một vị trí khá cao là hạng thứ 15. Con số này còn xếp trên cả Messi đứng hạng 19. Goal đánh giá cao Ronaldo dựa trên cơ sở phong độ của anh tại Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo đã có được 19 bàn và 10 kiến tạo cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia kể từ đầu mùa. Dẫu vậy, những bàn thắng hay kiến tạo tại các giải đấu Ả Rập hay Champions League châu Á dù nhiều nhưng chắc chắn không thể so được với bóng đá châu Âu. Do đó, Goal nhận định rằng Ronaldo chỉ có thể thăng hạng hơn nữa trong cuộc đua quả bóng vàng 2024 nếu như anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro 2024. Trong trường hợp vô địch Saudi Pro League hay AFC Champions League và đoạt luôn cả Euro 2024, cơ hội để Ronaldo giành quả bóng vàng thứ 6 là rất cao.